Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi tên máy tính trong hệ điều hành Windows 10. Thì sau khi chúng ta đã cài đặt Windows 10 thì tên của máy tính sẽ không như mong muốn của chúng ta mà nó sẽ là một tên ngẫu nhiên thôi. Để kiểm tra được tên của máy tính trong Windows 10 thì các bạn đưa chuột vào GPC, sau đó chuột phải vào đó. Chọn Property. Thì tên của máy tính đây, Device Name Desktop 06 1G5 QM. Để đổi tên thì các bạn nhấn vào Gname Git PC thì các bạn sẽ đổi. Do mình là có tới ba cái máy tính và đều là máy tính HP cả thì mình sẽ lưu cái tên này là Hương PCHP 260 G6 đấy. Để phân biệt với các tên khác, bởi vì mình hay sử dụng phần mềm lưu trực tuyến, ví dụ như là Dropbox, thì nếu mà lưu quá nhiều tài khoản thì nó sẽ yêu cầu đăng xuất ra khỏi một số máy tính, thì mình lưu cái tên khác nhau như thế này, đặc biệt là cái đuôi này, thì đến lúc mà mình đăng xuất ra thì mình sẽ biết đăng xuất khỏi máy tính nào và mình dùng cho máy tính nào. Sau khi đặt xong thì các bạn nhấn Next. Sau đó thì các bạn có thể chọn khởi động lại ngay hoặc là khởi động lại sau. Sau khi khởi động lại xong thì các bạn lại tiếp tục kiểm tra xem tên của máy tính được thay đổi chưa. Các bạn chuột phải vào Zip PC, chọn Property. Đây, thì Device Name là tên đã được thay đổi rồi. Chỉ như vậy thôi. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.